mà trận đó hồi nãy mà chúng tôi thắng thì cũng xứng đáng thôi, và tôi thật sự tôi thua thì cũng xứng đáng thì rõ ràng thì cái thế trận ở sân nhà và cộng lại tất cả các bạn có thể nhìn vô cái đội Hà Nội thì rõ ràng là cái chất lượng cũng rất là tốt. Tuy nhiên ngày hôm nay với họ vẫn là một cảm xúc đặc biệt. Ở một mùa giải Bình Dương chuyển giao thì họ đã có quốc gia và thi đấu tốt.